cả ba phải thật vững. Sila sẽ giúp phát triển Samadhi và giúp phát triển Panya. Samadhi sẽ hỗ trợ Sila và giúp phát triển Panya. Panya sẽ giúp Sila và sẽ hỗ trợ Samadhi. Cả ba đều liên quan mật thiết với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu thiền sinh giữ được Sila trọn vẹn thì rất tốt. Giữ giới tự nó đem lại nhiều ích lợi, nhiều kết quả tốt. Nhưng chỉ giữ Sila hoàn hảo thì chưa đủ để đưa ta tới đích cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Nếu cùng một lúc ta giữ Sila được trọn vẹn và đạt tới kinh nghiệm rất sâu về Samadhi thì cũng vẫn chưa đủ để ta được hoàn toàn giải thoát. Cần phải có Panya để đạt đến mục tiêu này. Đức Siddhartha Gautama là người đã hoàn toàn giác ngộ. Cuộc đời của Ngài được toàn vẹn Sila ngay từ thời thơ ấu. Sau đó Ngài đã thực hành Samadhi. Ngài đã từ bỏ đời sống gia đình để đi tầm đạo với nhiều bậc thầy. Ngài đã từng tu tập các tầng thiền định cao nhất của thời đó là 8 tầng thiền vô sắc. Ngài đã thực tập tất cả, nhưng Ngài thấy rằng mình vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn. Ngài nhận thấy sâu tận trong tâm vẫn còn những bất tịnh nằm bất động giống như núi lửa đang ngủ yên. Khi nào những núi lửa này còn hiện hữu, chúng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chúng sẽ chế ngự ta, và một lần nữa cuộc đời ta lại tràn đầy đau khổ. Phải bứng nhổ tận gốc rễ. Gốc rễ của các bất tịnh nằm rất sâu trong tâm ta. Vì lý do này, Ngài đã tiếp tục tìm kiếm và đã tái khám phá ra phương pháp thiền Vipassana. Đó là Panya, trí tuệ. Chỉ có thực tập Vipassana, Ngài mới phát triển được Panya và đã trở thành một người hoàn toàn giác ngộ. Nếu không thực tập Vipassana thì việc này đã không thể thành tựu. Thiền Vipassana đã bị thất truyền ở Ấn Độ. Tên gọi thì còn, nhưng trí tuệ thực nghiệm Panya ở trạng thái hoàn hảo của nó đã hoàn toàn biến mất. Chính Ngài đã tìm lại được phương pháp này. Trong ba phần của Dhamma thuộc Bát Thánh Đạo có Sila, tức là giới, và có cả ba phần của Samadhi, tức là định, và còn hai phần còn lại của Bát Thánh Đạo thuộc về Panya, trí tuệ, đó là Samma Sankappo và Sammadhi, tức là suy nghĩ chân chánh và sự hiểu biết chân chánh. Samma Sankappo, suy nghĩ chân chánh, hay còn được gọi là chánh tư duy. Khi quý vị đến dự một khóa thiền như thế này, lúc đầu tại bề mặt của tâm, quý vị gặp phải những bất tịnh nào đó làm cho quý vị rất dao động. Một chuyện gì đó sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm. Và khi quý vị bắt đầu quan sát hơi thở, nhiều ý tưởng bắt đầu tràn ngập, nhiều khi đầy những ý tưởng xấu xa. Có khi tâm trở nên giận dữ, đầy oán ghét. Có khi tâm buồn bã, chán nản. Và cũng có khi tâm đầy ý tưởng đam mê. Các tư tưởng này tiếp tục trấn áp quý vị, và quý vị cố gắng hết sức để quay trở về với hơi thở. Rồi khi hàng loạt ý tưởng tiếp tục chi phối quý vị phải cố gắng quay về với hơi thở. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày qua đi, và quý vị nhận ra rằng không phải mọi ý tưởng đều biến đi, mà là khuôn mẫu của các ý tưởng đã bắt đầu thay đổi. Các luồng ý tưởng không còn mãnh liệt như lúc đầu. Các ý tưởng vẫn còn đấy, nhưng bây giờ hầu hết chúng là những ý tưởng hướng về đường lối tu tập, hướng về Dhamma. Và quý vị bắt đầu hiểu biết thế nào là con đường tu tập. Ta phải thực hành thiền ra làm sao, thế nào là cách tập thiền đúng đắn, và những khó khăn khi thực hành là gì. Tất cả những ý nghĩa này tiếp tục hiện ra trong tâm quý vị, thay thế cho những ý nghĩ bất thiện. Đây là Samma Sankappo, suy nghĩ chân chánh. Nhưng đây vẫn chưa phải là loại Panya ưu việt đã giúp cho Thái tử Siddhartha Gautama đạt được giác ngộ viên mãn
những học thuyết chỉ dẫn cho người ta suy nghĩ tốt đã có từ trước. Ở Ấn Độ, ngay cả thời gian trước hoặc cùng thời với Đức Phật và cả sau thời đại của Ngài, các học thuyết đều dạy ta cần phải có ý tưởng tốt lành, rồi sau đó ta mới có thể nhìn sự vật một cách đúng đắn. Và đây là Samadhi, sự hiểu biết chân chánh, quan niệm chân chánh. Quý vị có thể nhìn mọi sự việc một cách đúng đắn, đúng như thật. Cũng như khi mặt trời bị che khuất bởi một đám mây đen dày đặc, làm cho quý vị không thể nhìn thấy ánh sáng, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Thế rồi một vài lớp mây bay đi, một số lớp mây khác vẫn còn đó, nhưng không còn dày đặc như trước, không còn đen tối như trước. Chúng đã mỏng bớt đi, quý vị bắt đầu thấy ánh sáng mặc dù đám mây chưa đi hết. Suy nghĩ chân chính này rất cần thiết, loại Samma Sankappo này. Ý tưởng vẫn còn đó, quý vị chưa đạt đến giai đoạn tâm không còn suy nghĩ, không còn tư tưởng. Sự suy nghĩ vẫn có mặt, nhưng nó không gây xáo trộn đáng kể nào cho quý vị và không cản trở quý vị tiến bước. Bước sau đó là Samadhi, sự hiểu biết chân chính, là thấu hiểu sự thật đúng như thật. Đây mới là Panya đích thực, trí tuệ đích thực. Dần dần quý vị sẽ phát triển được Panya, trí tuệ dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn. Panya gồm có 3 giai đoạn. Ngôn ngữ thời xưa gọi giai đoạn thứ nhất là Sutamaya Panya, là tuệ thụ nhận, trí tuệ do nghe được từ người khác. Sau đến là Chintamaya Panya, tuệ tư duy, trí tuệ do suy luận mà có. Và cuối cùng là Bhavanamaya Panya, tuệ giác, trí tuệ do sự tự chứng nghiệm.